Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình tối nay chủ nhật ngày 25 tháng 6 có những nội dung thông tin đáng chú ý sau. Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam làm việc tại tỉnh Sơn La về tình hình phát triển vùng trồng cà phê và phối hợp tổ chức lễ hội cà phê tỉnh Sơn La lần thứ nhất năm 2023. Quy định cơ chế quản lý tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Mộc Châu đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện đợt cao điểm cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử. Hiệu quả công tác cải cách hành chính trong Đảng tại huyện Phú Yên. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết Chiều nay, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác của Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam trao đổi về tình hình phát triển vùng trồng cà phê trên địa bàn tỉnh và phối hợp tổ chức lễ hội cà phê tỉnh Sơn La lần thứ nhất năm 2023. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam cùng đoàn công tác của hiệp hội, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, Hội Cà phê Sơn La Sơn La hiện là địa phương có diện tích cà phê lớn nhất miền Bắc với khoảng 20.000 hecta, sản lượng ước đạt từ 40.000 đến 50.000 tấn nhân một năm. Đặc biệt, từ năm 2017, cà phê Sơn La có bước chuyển mình mạnh mẽ khi được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý cà phê Sơn La cho các loại sản phẩm cà phê nhân, cà phê hạt giang và cà phê bột, trở thành những sản phẩm đặc sản vùng miền được người tiêu dùng trong và ngoài nước đánh giá cao. Cùng với phát triển bền vững cây cà phê, tỉnh Sơn La đã có những định hướng, mục tiêu và giải pháp chiến lược để nâng tầm thương hiệu, nâng cao hơn nữa giá trị cây cà phê, góp phần khẳng định hình ảnh thương hiệu cà phê Việt Nam trên bản đồ cà phê thế giới. Tại buổi làm việc, Hiệp hội Cà phê Ca Cao Việt Nam và tỉnh Sơn La đã bàn và đưa ra các giải pháp phát triển cà phê tại Sơn La, đồng thời thống nhất cách thức tổ chức lễ hội cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023. Lễ hội dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10, gồm phần lễ và phần hội với nhiều hoạt động như hội trợ triển lãm cà phê Sơn La, hội thảo nâng cao chất lượng cà phê Sơn La, hội nghị kết nối giao thương sản phẩm cà phê, trưng bày ảnh đẹp về cà phê Sơn La. Cùng với đó sẽ diễn ra các hoạt động, hội thi nhà nông đua tài, đêm gara cà phê, tổ chức các tour du lịch trải nghiệm, khám phá tour du lịch cà phê, khánh thành các dự án đầu tư vào lĩnh vực cà phê. Để lễ hội triển khai hiệu quả, tỉnh Sơn La đề nghị hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam hỗ trợ phối hợp với tỉnh Sơn La tổ chức lễ hội, mời các đoàn khách quốc tế đến tham dự các hoạt động lễ hội mời các thành viên của hiệp hội tham gia trưng bày quảng bá, giới thiệu tại lễ hội nhằm tạo chuyển biến về nhận thức tư duy của người dân trồng cà phê, tôn vinh người trồng, sản xuất chế biến và kinh doanh cà phê tỉnh Sơ La. Trước đó vào sáng cùng ngày, Hội Cà phê Sơ La đã tổ chức đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ 2022-2027. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, đại diện hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhiệm kỳ 2017-2022, ban chấp hành hội cà phê Sơn La đã đoàn kết nhất trí hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm nghị quyết đại hội đề ra, góp phần vào sự nghiệp phát triển ngành cà phê của tỉnh. Đến nay, hội cà phê tỉnh Sơn La có 12 doanh nghiệp, hợp tác xã với gần 100 hội viên. Ngay sau khi cà phê Sơn La được công bố chỉ dẫn địa lý cà phê Sơn La năm 2017, hội cà phê Sơn La có nhiều hoạt động thiết thực như mở rộng, nâng cao vị thế ngành cà phê Sơn La đối với cả nước và tạo sân chơi cầu nối cho các hội viên trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút hàng vạn hộ nông dân, hàng chục doanh nghiệp, hợp tác xã và hàng trăm cơ sở thu gom chế biến nhỏ. Đến nay, toàn tỉnh có trên 20.000 hecta cà phê, sản lượng hàng năm ước đạt từ 40.000 đến 50.000 tấn nhân, trị giá 4.500 đến 5.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã đầu tư công nghệ chế biến sâu cà phê, nâng cao giá trị, thương hiệu cà phê Sơn La trong nước và quốc tế. Phát huy vai trò cầu nối hỗ trợ hội viên liên kết, hợp tác phát triển. Trong nhiệm kỳ, hội đã tăng cường quảng bá xúc tiến cà phê Sơn La tại các hội trợ thương mại trong nước và quốc tế. Từ đó, danh tiếng cà phê Sơn La ngày càng được nhiều quốc gia biết đến. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Công và đồng chí Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội Cà phê Sơn La đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững theo định hướng Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh Sơn La lần thứ 15, nhiệm ký 2020-2025, đề nghị Hội Cà phê Sơn La tiếp tục tham gia vào chuỗi sản xuất, phối hợp với các doanh nghiệp, người dân và các bộ ngành của Trung ương tìm giải pháp xây dựng bộ giống chuẩn nhất, từ đó thực hiện tái canh cà phê Sơn La cho chất lượng tốt, có giá trị cao hơn. Các doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để sản xuất, chế biến sâu cà phê thực hiện tốt cam kết bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đại hội đã tín nhiệm bầu 15 đại biểu vào ban chấp hành Hội Cà phê Sơn La khóa 2, nhiệm kỳ 2022-2027. Ông Vương Văn Hải tiếp tục được tín nhiệm bầu chức chủ tịch Hội Cà phê Sơn La khóa 2. Để đưa ra giải pháp khắc phục khó khăn vướng mắc trong việc chậm nghiệm thu, bàn giao dự án làng thanh niên lập nghiệp búng bánh, đại diện Trung ương Đoàn đã làm việc với ủy ban nhân dân huyện Sốc cục Dự án làng thanh niên lập nghiệp búng bánh có quy mô diện tích quy hoạch 1.440,97 ha, trong đó dự kiến 27 ha khu trung tâm bố trí dân cư khoảng 100 hộ và các hạng mục nhà ban quản lý, nhà trẻ, nhà văn hóa. Cùng với đó là đất sản xuất nông nghiệp và khoanh nuôi bảo vệ tái sinh rừng. Tổng mức đầu tư 45,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là hơn 34 tỷ 830 triệu đồng, gồm chi phí cho đầu tư hạ tầng, phát triển lông nghiệp, chi phí khác. Ngân sách địa phương đối ứng hơn 10 tỷ 660 triệu đồng, gồm chi phí cho giải phóng mặt bằng, phát triển nông nghiệp, di dãn dân vào vùng dự án, nhà văn hóa, trường mầm non. Dự án được phân chia làm 9 gói thầu. Tính đến tháng 6 năm nay, các gói thầu xây lắp nêu trên đã hoàn thành. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận đưa ra những giải pháp khắc phục khó khăn vướng mắc trong việc chậm nghiệm thu bàn giao trong thời gian tới, tỉnh đoàn Sơn La sẽ phối với Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Cộp, Ủy ban Nhân dân xã Pung Bánh tiếp tục quản lý 61 hộ thanh niên đã được phê duyệt ổn định đời sống, thành lập hội đồng nghiệm thu để tiến hành nghiệm thu bàn giao các hạng mục thuộc dự án để đưa vào khai thác sử dụng, đồng thời tiếp thu các kiến nghị đề xuất báo cáo Ban Bí thư Trung ương đoàn xem xét giải quyết. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 38-2023 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 27-2022 quy định cơ chế quản lý tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Theo đó, nghị định sửa đổi bổ sung quy định về lập và giao kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 5 năm của quốc gia, việc lập thẩm định quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện theo quy định của luật đầu tư công. Nghị định cũng sửa đổi bổ sung nguyên tắc quản lý hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động phát triển sản xuất là hỗ trợ có điều kiện thời gian hỗ trợ theo chu kỳ sản xuất hoặc theo thời hạn đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, ưu tiên sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ các dự án kế hoạch phương án, mô hình phát triển sản xuất thực hiện trên địa bàn các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Về hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi, nghị định quy định điều kiện hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị là dự án kế hoạch liên kết phải xác định được kết quả về chỉ số tạo việc làm, mức tăng thu nhập, đóng góp phát triển kinh tế xã hội tại địa phương theo kế hoạch năm và thời điểm kết thúc dự án đơn vị chủ trì liên kết và các đối tượng liên kết phải có hợp đồng hoặc biên bản hợp tác về đào tạo hỗ trợ kỹ thuật cung ứng vật tư dịch vụ đầu vào tổ chức sản xuất thu hoạch sơ chế chế biến thu mua tiêu thụ sản phẩm nội dung hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng dẫn của cơ quan chủ quản chương trình phù hợp với từng chương trình mục tiêu quốc gia trong đó ưu tiên thực hiện các nội dung hỗ trợ đối tượng liên kết như đào tạo kỹ thuật sản xuất, tập huấn nghiệp vụ quản lý, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật trong sản xuất và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi. Mức hỗ trợ, phương thức hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước. Hỗ trợ tối đa không quá 80% tổng chi phí thực hiện một dự án kế hoạch liên kết trên địa bàn đặc biệt khó khăn, không quá 70% tổng chi phí thực hiện một dự án kế hoạch liên kết trên địa bàn khó khăn, không quá 50% tổng chi phí thực hiện một dự án kế hoạch liên kết trên địa bàn khác thuộc phạm vi đầu tư của các chương trình mục tiêu quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định số 17 ngày mùng 5 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 31 ngày mùng 5 tháng 3 năm 2007 về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La đã có cuộc phỏng vấn ông Tạ Văn Toàn, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Sơn La để tìm hiểu những điểm mới của quyết định số 17 của Thủ tướng Chính phủ. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin trân trọng cảm ơn ông Tạ Văn Toàn, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Sơn La đã tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông là tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn theo quyết định 17 2023 của Thủ tướng Chính phủ có những điểm gì mới so với quyết định 31 2007 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 5 tháng 6 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 17 về sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 31 năm 2007 à, về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn và quyết định số 92 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn. Theo đó, quyết định số 17 có một số điểm mới so với các quyết định trước một trong số các điểm mới được người dân và các ủy chính quyền địa phương quan tâm mong đợi đó là mức cho vay được nâng lên tối đa 100 triệu đồng trên một người vay vốn và người vay vốn không phải thực hiện đảm bảo tiền vay trong thời gian tới ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Sơn sẽ triển khai quyết định số 17 2023 như thế nào để người dân vùng khó khăn có thể tiếp cận được nguồn vốn để kịp thời triển khai quyết định số 17 ngày 5 tháng 6 năm 2023, của Thủ tướng Chính phủ, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã chỉ đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội các huyện thành phố thông tin về Quyết định số 17 của Thủ tướng Chính phủ qua điện thoại, qua các nhóm Zalo đến hội nhận ủy thác cấp xã phường, các tổ tiết kiệm và vay vốn và đồng thời thực hiện tuyên truyền tại các ngành giao dịch lưu động của Ngân hàng Chính sách Xã hội tại 204 trên 204 xã phường trên địa bàn toàn tỉnh đồng thời với công tác tuyên truyền chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cùng hội nhận ủy thác cấp tỉnh cấp huyện tổng hợp số liệu giả soát và nắm bắt nhu cầu về nguồn vốn để báo cáo và tham mưu với trưởng ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội cấp tỉnh cấp huyện có định hướng chỉ đạo ngay sau khi quyết định số 17 có hiệu lực thi hành đảm bảo kịp thời và phát huy được hiệu lực hiệu quả nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế hộ Xin trân trọng cảm ơn ông Tạ Văn Toàn đã tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay. Huyện ủy Mộc Châu vừa tổ chức đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện đợt cao điểm cấp căn cước công dân và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn huyện từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 20 tháng 6. Để thực hiện đợt cao điểm này, huyện Mộc Châu chỉ đạo các xã thị trấn tập trung tuyên truyền vận động nhân dân, phối hợp với lực lượng công an giả soát, làm sạch dữ liệu dân cư, đoàn thanh niên các xã thị trấn tổ chức điều tra cơ bản ra soát lập danh sách các nhân khẩu là đối tượng thuộc diện người lao động học sinh sinh viên ở xa quê có hộ khẩu thường trú trên địa bàn chưa được cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử trên cơ sở đó gửi danh sách về từng địa bàn thông báo rộng rãi trên hệ thống phát thanh để người dân biết đến địa điểm làm căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử trong thời gian thực hiện được cao điểm đồng thời huy động lực lượng cán bộ xã và tổ sung kích chuyển đổi số các khu dân cư đến từng nhà có công dân chưa làm căn cước công dân và cài đặt định danh điện tử để trực tiếp vận động hoặc lấy số điện thoại mời công dân làm căn cước công dân và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Công an huyện thành lập hai tổ công tác lưu động đến các địa bàn thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử. Kết quả trong đợt cao điểm, huyện Mộc Châu đã cấp 3.976 căn cước công dân, kích hoạt 43.591 tài khoản định danh điện tử, hoàn thành 100% chỉ tiêu công an tỉnh giao. Trong thời gian tới, huyện Mộc Châu sẽ tăng cường công tác phối hợp giữa cấp ủy chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể để thực hiện vượt các chỉ tiêu cấp căn cước công dân và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án 06 của chính phủ và công tác chuyển đổi số phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của chính phủ và ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ đề án phân công nhiệm vụ cho các ban ngành địa phương theo chức năng tổ chức thực hiện, đảm bảo tiến độ đề ra, đây là đánh giá của Ủy ban nhân dân huyện Mường La tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thực hiện đề án 06 của Chính phủ, 100% các ban ngành, ủy ban nhân dân các xã thị trấn của huyện Mường La đã tổ chức quán triệt xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung công việc được giao. Triển khai hai đợt cao điểm cấp căn cước công dân sau cao điểm triển khai chiến dịch đến nay toàn huyện đã thu nhận 76.795 hồ sơ căn cước công dân, gồm cả công dân thường trú và công dân tạm trú. Đến thời điểm hiện tại, còn gần 100 trường hợp chưa được thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân. Toàn huyện đã thu nhận được 10.817 tài khoản định danh điện tử mức độ 1, 36.273 tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Đã hoàn thành việc kích hoạt đối với 17.573 tài khoản cho công dân trên địa bàn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, lãnh đạo công an tỉnh biểu dương kết quả mà huyện Mường La đã đạt được trong công tác triển khai đề án 06, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, huyện Mường La tiếp tục đẩy mạnh triển khai các phần việc được giao tại đề án 06, đặc biệt là phối hợp với công an tỉnh hoàn thành việc kiểm tra an ninh an toàn hệ thống thông tin, giải quyết thủ tục hành chính của huyện để triển khai tích hợp, kết nối chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ xác thực thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính tổ chức cấp tài khoản định danh điện tử và cung cấp các tiện ích an sinh xã hội cho công dân. Huyện ủy Phú Yên vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Thực hiện đề án đẩy mạnh cải cách hành chính trong đảng giai đoạn 2021-2025 của huyện ủy Phú Yên. Thời gian qua, huyện ủy Phú Yên đã đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan đảng, đổi mới phương thức học tập các chỉ thị nghị quyết của đảng theo hình thức trực tuyến và trực tiếp Hiện nay, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện và 27 xã thị trấn trên địa bàn đều được trang bị phòng họp trực tuyến, riêng phòng họp huyện ủy đã được trang bị hai màn hình cỡ lớn phục vụ các hội nghị trực tuyến, tiến tới xây dựng phòng họp không giấy tờ. Các cơ quan thuộc khối Đảng đoàn thể mặt trận Tổ quốc, các chi Đảng bộ trực thuộc đều được cấp tài khoản hòm thư công vụ tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giảm biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong các cơ quan sử dụng hiệu quả chương trình cơ sở dữ liệu đảng viên trong công tác xây dựng đảng quy trình thủ tục hành chính trong tổ chức các cuộc họp thẩm định ban hành từng bước được đổi mới thực hiện chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ giúp giảm thời gian văn bản kinh phí nâng cao hiệu quả công việc những thông tin đáng chú ý khác có trong phần tiếp theo của chương trình Thuận Châu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp. Không để người dân thiếu nước sinh hoạt. Thời gian qua, huyện Thuận Châu đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp nhằm tạo ra sản phẩm nông sản có chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh cao, hướng đến phát triển vùng chuyên canh nông nghiệp hiệu quả bền vững, nâng cao đời sống của người dân. Hiện nay, huyện Tuận Châu có trên 4.300 hecta kèn quả, trong đó khoảng trên 3.500 hecta kèn quả được trồng bằng các giống chất lượng cao. Triển khai cắt ghép mắt cải tạo trên 10.000 hecta kèn quả các loại. Huyện đã hình thành 11 chuỗi giá trị gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm nhằm khai thác tối đa tiềm năng, nâng cao chất lượng, giảm giá thành sản xuất sản phẩm thông qua tổ chức liên kết, hợp tác sản xuất, chuyển mạnh cơ giới hóa. Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Tuần Châu đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã thị trấn hướng dẫn tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân chủ động đổi mới công nghệ, ứng dụng các thành tựu và sản xuất. Đồng thời, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ nông dân sản xuất ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp. Đến nay, toàn huyện có 22 cơ sở trồng trọt được cấp giấy chứng nhận sản xuất việc gáp với diện tích trên 552 hectare, có 10 mã số vùng trồng các loại cây quả với tổng diện tích 220 hecta. Triển khai thực hiện nghị quyết số 08 ngày 21 tháng 1 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông lâm nghiệp và thủy sản tập trung bền vững, ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, huyện Tân Châu tiếp tục đẩy mạnh liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, phối hợp với các ngành triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển cây trồng và chương trình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Tập trung xây dựng các vùng sản xuất nông sản tập trung đồng bộ với quy hoạch mạng lưới các nhà máy chế biến. Hội ngành nghề nông nghiệp nông thôn tỉnh vừa phối hợp với hội ngành nghề nông nghiệp nông thôn huyện Phú Yên tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi và khai thác ong mật cho gần 40 hội viên nông dân của xã Huy Tân huyện Phú Yên. Theo đó, các hội viên nông dân đã được cung cấp kiến thức cụ thể về kỹ thuật nuôi và khai thác ong mật để đạt hiệu quả cao như chọn điểm đặt ong, cách cho ong xây bánh tổ mới xử lý ong chia đàn tự nhiên, xử lý ong bốc bay, phòng chống ong cướp mật, phòng chống ong thợ đẻ trứng, cho ong ăn thêm, tạo chúa mới, phòng trị bệnh hại ong mật và cách phòng trị địch hại cho ong. Theo kế hoạch, trong đợt này, Hội Ngành nghề Nông nghiệp Nông thôn huyện và tỉnh cũng đã tổ chức tập huấn kỹ thuật cho trên 80 hội viên nông dân tại xã Tường Phong về nuôi cá lồng bè trên sông và hồ chứa, tập huấn nông nghiệp hữu cơ tại xã Mường Cơi. Qua các lớp tập huấn đã giúp cho các hội viên nông dân nâng cao được kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng về kỹ thuật nuôi cá lồng, nông nghiệp hữu cơ kén quả, kỹ thuật nuôi ong nội. Qua đó trang bị những kiến thức cho các hội viên nông dân để có thể áp dụng và phát triển các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả. Những năm gần đây, mô hình nho hạ đen đã được nhiều hợp tác xã hộ gia đình ở huyện Mộc Châu triển khai trên quy mô rộng, kết hợp với ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng và chăm sóc, mang lại giá trị kinh tế cao, tạo việc làm tăng thu nhập cho lao động địa phương và trở thành một trong những sản phẩm du lịch nông nghiệp hấp dẫn với du khách. Vườn nho hạ đen của gia đình bà Vũ Thị Huê ở bản Bãi Sậy, xã Mường Sang có diện tích trên 1.000m2 với tổng số 500 cây. Toàn bộ nho của gia đình bà được trồng trong nhà kính có hệ thống tưới nhỏ giọt tự động. Hiện nay, nho hạ đen đang vào độ thu hoạch chính vụ. Những chùm nho chím tím ngắt, căng mọng được thương lái đến tận vườn thu mua cũng được tư vấn của các nhà các giống và và các bác ngoài huyện tỉnh cũng quan tâm đến là hướng dẫn cái kỹ thuật cho gia đình cây nho hạ đen yêu cầu rất khắt khe đối với từng khâu chăm sóc trong giai đoạn ra hoa sẽ tiến hành cắt tỉa lá và bón thúc giai đoạn đậu quả để chùm nho phát triển cân đối phải thường xuyên tỉa cành tạo tán đây cũng là công đoạn quyết định đến chất lượng hình dáng chùm nho sau này để có thể áp dụng được quy trình kỹ thuật trên gia đình bà Khuê đã luôn nhận được sự đồng hành và hỗ trợ tư vấn của Hội Ngành nghề Nông nghiệp Nông thôn huyện Mộc Châu. Thực hiện chủ trương của ban nhân huyện về chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng trên địa bàn, thì Hội Ngành nghề Nông nghiệp Nông thôn huyện phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp triển khai một số mô hình giống cây trồng mới trên địa bàn. Bước đầu đã thu được hiệu quả kinh tế tốt. Hàng năm thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn và tham quan, học tập kinh nghiệm về các mô hình sản xuất trên địa bàn, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận được cái mô hình sản xuất mới. Hiện nay sản phẩm nho của gia đình Bảo Huê đang được cung cấp đến tay người tiêu dùng qua các chợ đầu mối, hệ thống chuỗi các cửa hàng an toàn và siêu thị tại Hà Nội cũng như một số địa phương khác trong cả nước. Gia đình cũng chủ động kết nối với các hợp tác xã để liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, từng bước xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm và đẩy mạnh quảng bá. Trên cái diện tích 1000 m2 này thì năng suất thu hoạch thì nó gấp khoảng 5 lần trồng rau màu công tác quảng cáo với khách du lịch tăng tải trên các trang mạng Facebook Zalo ạ để khách du lịch đến trải nghiệm và hái quả tại vườn để vườn nho của gia đình phát triển bền vững cho hiệu quả kinh tế ổn định thời gian tới gia đình bảo Huê dự định sẽ đầu tư theo hình thức du lịch trải nghiệm vừa giới thiệu quảng bá sản phẩm vừa tạo điều kiện cho du khách trong và ngoài huyện đến tham quan và trải nghiệm hái nho tươi tại vườn Sơn La là địa phương có lực lượng lao động khá dồi dào, tuy nhiên thì trình độ còn hạn chế, không chuyên sâu, tỷ lệ lao động qua đào tạo mới đạt 59,42%. Do đó thì tỉnh Sơn La đang tập trung cho công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, góp phần giảm tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm trên địa bàn. Để giải quyết nhu cầu việc làm của người dân, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành và các địa phương thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo thêm việc làm cho người nghèo, đưa lao động đi làm việc trong và ngoài nước, thực hiện hiệu quả các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức đào tạo được gần 40.000 lượt người thuộc các cấp trình độ. Hết năm 2023 ước đạt 61% tỷ lệ lao động được đào tạo. Tiếp tục tạo điều kiện cho các đơn vị doanh nghiệp tham gia hoạt động tuyển chọn lao động trên địa bàn tỉnh, đưa đi lao động tại nước ngoài và đi làm việc tại các tỉnh khác. Triển khai có hiệu quả chương trình việc làm đã chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm tăng thêm thu nhập cho 64.706 lao động đạt 64,7% kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Thực hiện có hiệu quả quỹ quốc gia giải quyết việc làm với 10.429 dự án được vay vốn, tạo cơ hội việc làm cho trên 11.200 lao động. Triển khai có hiệu quả công tác lao động việc làm trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã từng bước thay đổi nhận thức của người lao động, người dân mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập, tự tạo việc làm và tìm được việc làm phù hợp từng bước nâng cao đời sống, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn gắn với sản xuất thị trường, gia tăng tỷ lệ lao động có tay nghề qua đào tạo. Nhưng năm trở lại đây, tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều nguồn nước tự chảy cung cấp cho các hộ khách hàng trên địa bàn tỉnh đang có nguy cơ bị cạn kiệt. Trước tình hình đó, công ty cổ phần cấp nước Sơn La đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cung ứng đảm bảo nguồn nước sinh hoạt an toàn liên tục đến các hộ khách hàng trên địa bàn tỉnh. Tại trạm bơm cò nòi, xí nghiệp cấp nước Mai Sơn nhiều tháng nay đã phải dừng hoạt động do nguồn nước bị thiếu hụt. Trước tình hình trên, xí nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp trong cấp nước an toàn và khắc phục các sự cố, kịp thời cung cấp trở lại cho người dân. Trước đây thì cái mùa nắng nóng ấy, thì là nước sinh hoạt là nó còn đang bị thiếu. À, hộ gia đình của chúng tôi thì là phải đi mua nước ở bên ngoài về để sinh hoạt. Sau được sự khắc phục và quan tâm của nước sạch của huyện Mai Sơn đến thời điểm hiện tại thì gia đình chúng tôi và các hộ dân cư ở xung quanh là được nước là đầy đủ. Toàn bộ cái các cái trạm bơm của chúng tôi ở xí nghiệp của thuộc xí nghiệp cấp nước Mai Sơn à, quản lý chúng tôi lắp đặt thêm nhiều tuyến ống biến các cái trạm bơm trở thành trạm trung chuyển và chúng tôi đã đưa nước từ à, trung tâm của thị trấn Hát Lót lên à, gần chục cây số để cung cấp nước cho à, các cái khách hàng khu vực cỏ nổi này. Trạm xử lý nước suối sập huyện Yên Châu đang tiến hành khai thác từ nguồn nước mặt của dòng suối sập. Vào mùa mưa, chất lượng nước nguồn thường xuyên thay đổi, có những lúc độ đục đo được tại trạm lên tới 40.000 NTU, gấp từ 4 đến 5 lần mức mà trạm có thể xử lý. Hiện nay, trạm đang cử công nhân tiến hành ứng trực 24 trên 24, thường xuyên lấy mẫu nước để xử lý đảm bảo cung cấp nước an toàn cho các hộ khách hàng là công nhân vận hành của trạm bơm suối sập. Thì trạm bơm suối sập là thường xuyên là xảy ra tình trạng là đục kéo dài. Nên là Mỗi lần đục mà nó, nó kéo về nhiều thế, chúng tôi thường thường là phải đo, đo nó có khoảng sáu nghìn ntu đổ lại, chúng tôi sẽ tiến hành lọc và chúng tôi sẽ tiến hành là, là cho thêm phèn để lọc, lọc và chúng tôi qua bể lắng, qua lắng la men, Sau đó chúng tôi qua cái bể lọc nhanh cấp ra cho mạng để, để bảo đảm theo cái chất lượng của của bộ y tế. Hiện nay, công ty cổ phần cấp nước Sơn La đang tập trung tuyên truyền hướng dẫn người dân nâng cao ý thức trong việc sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả. Cùng với đó là tiến hành quan trắc, tìm kiếm các nguồn nước thô, tập trung đầu tư xây dựng các trạm xử lý cấp nước liên vùng, không để người dân thiếu nước sinh hoạt. Công ty xác định rõ là phải tiếp tục và tăng cường công tác chống thất thu thất thoát, làm sao giảm lượng nước thất thoát từ khâu sản xuất đến khâu tiêu dùng cách thấp nhất mang lại cái 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 nguồn nước đến khách hàng hiệu quả nhất. Thứ hai là công ty cũng xác định rõ là phải tìm kiếm các nguồn nước ngắn hạn, nước dài hạn để đầu tư các nhà máy nâng cấp cái công cái cái năng lực của công ty lên. Bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp của đơn vị trong chủ động kiểm soát chất lượng nước và phòng ngừa sự cố của công ty cổ phần cấp nước Sơn La đã góp phần duy trì cấp nước liên tục ổn định, góp phần bảo đảm sức khỏe cho nhân dân. Ngày 24 tháng 6, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Vân Hồ đã tổ chức diễn tập ứng phó bão lũ và tìm kiếm cứu nạn xã Tân Xuân năm 2023. Cuộc diễn tập được chia làm hai giai đoạn gồm giai đoạn 1, xã Tân Xuân tổ chức hội nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, nhận định đánh giá tình hình, xác định nội dung, biện pháp ứng phó bão lũ tìm kiếm cứu nạn và hội nghị giao nhiệm vụ tổ chức hiệp đồng, chỉ thị đảm bảo cho các lực lượng. Giai đoạn 2, thực hành ứng phó báo lũ và tìm kiếm cứu nạn với tình huống giả định xảy ra lũ ống, lũ quét, ngập lụt. Ban chủ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã đã chỉ đạo thực hiện công tác ứng phó báo lũ và tìm kiếm cứu nạn, sơ tán nhân dân, di rời tài sản của người dân đến nơi an toàn. Qua cuộc diễn tập này, uh, ban chủ huy phòng chống thiên tai cũng nạn của xã đã rút được một bài học kinh nghiệm, nâng cao vai trò trách nhiệm, hiệp đồng các lực lượng và vũ trang trên địa bàn, tuyên truyền vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác tiếp tục chỉ đạo ứng ứng phó tình huống nạn trên địa bàn xã cho phù hợp với tình thực tế tại địa phương qua cái buổi diễn tập ngày hôm nay thì bản thân tôi cũng rút được kinh nghiệm để phòng chống bão lũ một khi có tình huống bão lũ xảy ra tôi sẽ tuyên truyền đến bà con để cứu vớt tài sản tìm chỗ ẩn nấp về nơi an toàn Cuộc diễn tập ứng phó báo lũ tìm kiếm cứu nạn xã Tân Xuân được ban chỉ đạo ứng phó thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Vân Hồ đánh giá đạt loại giỏi. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong tham gia diễn tập. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tin cảnh báo mưa rông trên phạm vi tỉnh Sơn La qua theo dõi trên ảnh ra ra thời tiết xác định được vùng mây đối lưu đang phát triển gây mưa rào và rông cho các huyện Sông Mã, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mường La, Mai Sơn và thành phố Sơn La. Cảnh báo trong những giờ tới, những vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển gây mưa rào và rông, cục bộ có mưa to đến rất to cho các huyện kể trên, sau đó lan sang các huyện Sốp Cộp, Bắc Yên, Phù Yên, Yên Châu, Mộc Châu và Vân Hồ. Trong mưa rông, có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét mưa đá, gió mạnh, cấp độ 1.